off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get. Rồi, nay lên cho anh em con hổ đồng nha. Đây, hình ảnh chim đây. Của mồi H69 thu phục em nó. Hổ đồng trù trại nha anh em. Đây, hình ảnh chim đây. Rồi mời anh em vào xem clip của mồi H69 thu phục em thổ đồng gù trại này. Lên cho anh em tham khảo, ưng thì alo Q69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình. Anh em kết bạn Zalo sẽ qua trực tiếp để gọi và xem rõ chim hơn nha anh em ơi. Con này thì để mình báo sơ lược nước chơi bên ngoài của chim cho anh em tham khảo. Nước ngoài của nó, nước xa của nó là nó có kèm khá nha, đổ rù rước rất cứng và mạnh nha. Nước ngoài của nó là nó gù tốt lắm. Còn về nước trong thực tế sắp với mồi thì mời anh em vào xem clip của mồi H69 thu phục nó, rồi anh em sẽ rõ về chim, sẽ thẩm định nha. Con này là chim mình bao tơ, ngoại hình bao đẹp, nước chơi ok nha. Để cho anh em chim đầy đủ tố chất để cho anh em gọt mồi nha. Đó, ngoại hình chim đó. Chim thì rất to đùng, tuyệt đẹp. Chim tơ luôn. Chim tơ chân to luôn. Nói chung là con chim này nó bự hoàn toàn nha. Từ ngoại hình đến chân cẳng đầu này kia là đều bự hết. Thổ đồng. Thổ đồng gù chạy của mồi H69 thu phục. Mời anh em vào xem clip của clip rừng của em nó chơi. Rồi ưng thì alo Q69, có số điện thoại phần tiêu đề hoặc là trên màn hình. Anh em kết bạn Zalo sẽ trao đổi và hiểu rõ về nước ngoài của con chim chơi cho nó ưng ý, để đón về anh em đón về một con cho nó vừa ý để khai thác và gọt mồi nha anh em. Con này thì nó tuyệt vời luôn rồi. Anh em khỏi cần bàn và suy nghĩ về ngoại hình đó. Còn nước chơi bên ngoài của nó thì mình, con này là mình bảo hành, mình bao anh em cứ yên tâm. Nước tiền có đầy đủ, nước hậu gù tốt. Con này nói chung là tiền hậu là ok nè. Từ ngoại hình đến nước chơi cho anh em để về anh em khỏi bận tâm về lo chăm sóc nha. Chim là chim tơ, con này nuôi nhanh nổi lắm nè anh em, chim tơ luôn nha anh em ơi. Đó, tuyệt vời chưa? Rồi anh em có cần mồi bổi nổi, bổi thuần và bổi mới đánh đây. Anh em cứ vào phần tiêu đề, có số điện thoại Q69, liên hệ trực tiếp Q69 sẽ trao đổi và sẽ nhường tất cả những con nào mà anh em ưa chuộng thích, nhường tất cả để cho anh em, để chia sẻ cho anh em về cùng phát huy và thực hiện đam mê nha anh em ơi. Rồi giờ mời anh em vào xem clip rừng của em nó nha, của mồi H69 thu phục em nó. Rồi mời anh em vào xem nước chơi của chim, rồi thẩm chim, ưng thì đón em nói gì à. Da 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 da
Bye.
Chết 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 đi ai.